Trung được tìm kiếm nhiều nhất 2023, Triệu Lệ Dĩnh thất sủng vẫn hơn Dương Tử, Bạch Lộc sốc nhất. Vượt qua nhiều đỉnh lưu, đàn chị trong showbiz như Tiêu Chiến, Dương Tử, Bạch Lộc trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất 2023 trên Baidu. Trong suốt nhiều tháng qua của năm 2023, cái tên Bạch Lộc có thể nói phủ sóng diện rộng với tần suất dày đặc trên các diễn đàn từ trong nước, Trung Quốc ra tới nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Những bài viết, chủ đề liên quan tới nữ diễn viên cũng thu hút độ thảo luận cực cao. Có khi, ngay cả những đỉnh lưu tốc đầu hiện tại của làng giải trí hoa ngữ như Dương Tử, Tiêu Chiến, Dương Vịnh, Triệu Lệ Dĩnh cũng đọng không lại. Theo bảng thống kê, những minh tinh xứ Trung có lượt tìm kiếm trung bình trên ngày nhiều nhất trên Baidu của năm 2023. Tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2023, được công bố mới đây, Bạch Lộc được xướng tên ở vị trí đầu bảng với 26.639 lần tìm kiếm trên ngày, một con số không tưởng. Trong khi đó, Tiêu Chiến chỉ có 26.620 lượt tìm kiếm trung bình trên ngày, Vương Nhất Bác, Dương Tử hầm hiu hơn thế. Lượt tìm kiếm còn cách con số 20.000 quá xa. Bạch Lộc năm 2023 bên cạnh tham gia game show, dự event để đánh bóng tên tuổi, cô còn cho ra mắt khán giả tới 3 dự án phim. Đều là các tác phẩm trọng điểm của nền tảng, lần lượt là Trường Nguyệt Tận Minh, Dị Ái Phi Doanh và cuối cùng là Ninh An Như Mộng. Quả thật, Bạch Lộc có muốn không lọt vào tầm mắt của công chúng cũng khó. Quay trở lại với bảng xếp hạng sao hoa ngữ được tìm kiếm trung bình trên ngày nhiều nhất 2023. Nằm trong top 10 có sự góp mặt của Lưu Diệp Phi, hạng 3, Vương Hạng Đệ, hạng 6, Dương Mịch, Thành Nghị, Đàn Kiện Thứ lần lượt đứng thứ 7, 8 và 9 trong bảng. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh và truyền nhân của cô, Triệu Lộ Tư khiêm tốn hơn đôi chút. Mỹ nhân Mình Làn Chuyện dừng chân ở vị trí 13 với lượt tìm kiếm trung bình trên ngày, thống kê được là 17.279 lượt. Còn Triệu Lộ Tư là 15.745 lượt trên ngày, đứng thứ 19, nhiều hơn Địch Lệ Nhiệt 3 một bậc. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.